thưa quý vị theo trang tin Bloomberg, tuy Việt Nam là nền kinh tế nhỏ nhất trong khu vực, song Việt Nam lại là một trong số những quốc gia đang dẫn đầu cuộc đua cơ sở hạ tầng tại khu vực châu Á trong thời gian gần đây. Theo số liệu của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), đầu tư vào cơ sở hạ tầng, tính cả khu vực công và tư nhân, của Việt Nam đạt trung bình 5,7% GDP trong mấy năm trở lại đây, cao nhất ở khu vực Đông Nam Á. Tỷ lệ của Indonesia và Philippines chưa đến 3%, Thái Lan chưa tới 2%, Trung Quốc cao nhất khu vực với 6,8%. Theo các chuyên gia kinh tế Việc có một lực lượng lao động giá rẻ vẫn chưa thể đủ để Việt Nam thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Việt Nam cần một hệ thống cơ sở hạ tầng thật vững chắc để thu hút các công ty nước ngoài. Trong năm 2016, Việt Nam đã thu hút được 15,8 tỷ đô la Mỹ vốn FDI. Đồng thời, theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng ổn định ở mức 6% cho tới năm 2019. Đây là một dấu hiệu tốt cho lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Theo ADB, so với các nước khác trong khu vực, tỷ trọng vốn tư nhân trong đầu tư cơ sở hạ tầng của Việt Nam vẫn chưa cao chỉ đạt 10%, trong khi đó tại Ấn Độ là 30%. Tuy nhiên, thách thức lớn của Việt Nam là từ nay đến năm 2020, Việt Nam cần khoảng 480 tỷ đô la Mỹ cho cơ sở hạ tầng, trong đó có 11 nhà máy điện với tổng công suất 13.200 MW và khoảng 1.380 km đường cao tốc. Như vậy, Việt Nam mới có đủ khả năng để thu hút nhiều vốn FDI hơn nữa trong cuộc đua với các quốc gia khác trong khu vực.